Châu. Giờ này chia thank you.
chung. Mổ cặp bệnh diễn giảm mất mát rồi à, chưa gì
này chứ đó không quen không biết. Quen cho gì, hỏi tuổi, hỏi tên chứ. Trước lạ sao quen mà hai. Mà ra sao giường, tập đại lắm đùa. Hỏi tên là gì? Hỏi tên để biết chứ gì. Biết là làm gì? Biết cái gì về chào hỏi hả bà? À, được, muốn biết nghe cho rõ. Như ta quan trái người thân câu danh của một làng để mà chỉ tình yêu.
đi qua đây trả chỗ cho ta. Nè, ta hỏi thêm một lần nữa, nàng có tránh đường cho ta thủ lộ hay không? Không mà. Nè, không tránh ta mắng gán chịu mà. Ai thối đời xong mê kia tao học quá. Trời ơi vợ chữ chồng chữ vợ không có gì hết trơn á. À chồng chữ vợ hả? Trời ơi nhìn mặt nó lì cái trời. Nhìn mặt nó thưa không nổi à. Có phục hợp danh không? Không. Nè, nghe anh nói nè. Sáng cho mấy cũng là đêm đến. Nhớ sáng mình còn nhớ quyền chung tu. Kẻ hồn anh nên kiếm nhắn ra còn không rã đâu rơi xuống tỏ chửi nặng mẹ không có nặng mà tao chặt cái đầu nàng luôn rồi. Nè mình giàu không chịu đâu hút thì thầy phải chở ta lên quyền bắt tay đó nha. Ở cái tình của cụ đỡ cụ chặt chờ biết mà thử tài ai lại không đây thôi.
ai đó. Có sống có chết nữa hả? Dạ. Đọc phải không? Đọc. Nàng tên gì? Tên là Thanh Châu. Thanh Châu. Dạ. Nghe tên thầy. Dạ. Chấp tay gian giấy các dạy. Nếu mai sau phụ tình Thanh Châu thì cho leo lên cái ớt, rớt xuống bụi hành, hành đập lộn lộn chết. Yeah.
vợ chồng ba đoạn tụ tình được em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhiều lắm luôn hả? Đó. Chồng nhiều là nhiều thế nào với em? Biết chồng gì không? Chồng nhiều. Cha với mẹ nàng vậy đó. Cha với mẹ tôi. Cha với mẹ nàng gặp nhau, rồi chồng cao hỏi cưới, rồi xong sống, sống với nhau. Mấy con nàng đó, chồng là chồng như thế đó đó. Cha mẹ tôi. À. Vậy 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 mới có tôi. À. Vậy tôi với người khác vậy vậy mới có ông không được á. Không phải hả? Không phải. Nè, nói thì nói vậy thôi nghe nè. Giống chứ chồng chứ nhỏ. Em chưa có chồng. Chưa có chồng. Anh nói thiệt với em nè. Đừng xin đẹp. Nói sao? Làm gì mà lui lui vô trong biết liền. Đèn nóng không? Nóng. Nóng tao mới lui. Em nóng mình cũng nóng gì chứ. Còn chiếc nhắn
Đấu quyền. Nè. Nè 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 nè, ta lỡ sơ ý rất nhiều rồi nha. Cái này là ta sơ ý thôi nha. Sơ ý phải không? À. Nghe nói nè. Sao? Nàng là đừng bà con gái. Ta là một đấm nam nhi. Nếu đánh với nàng mà trên tay không có thương á, nàng phi ta là anh hùng giả. Ta bỏ thương ta đánh với nàng luôn rồi. Được. Đó. Bây giờ ưng thuận không? Không. Chịu làm vợ ta không? Không. Chịu không? Không. Anh lại. Thương ai cũng vậy, thương giùm có bà con cô bác nha, con năn nỉ nãy giờ không chịu con nha, một hồi nó con năn nỉ lại nè. Trời ơi, anh xui à? Không thử đâu. Không. Không muốn thử ta bắt à? Trời đất ơi. Kỳ này ta làm liều rồi, ta dê ta bắt luôn. Trời ơi. Đó. Ai hiểu không? Chỉ thì. Đúng rồi. Lời rằng mà công nó sẽ dịch ra. Thôi hả?
quên câu chuyện này nữa. Quên nữa hả? Quên. Nhớ rồi. Nhớ gì? Nàng mang chứng bệnh ngặt nghèo mà nàng không biết. À, thì ra là quên vậy hả? Ừ. Nàng để chúng ta không, nàng mang chứng bệnh ngặt nghèo nàng không biết, không có thuốc nằm thị nàng hết chứ. Chứng bệnh này lạ lắm. Bệnh này kỳ lắm à. Bệnh này ngon lắm. 3 tháng đầu. 3 tháng đầu nha. 3 tháng đầu. Ừ. Nàng thấy cái gì nàng không nói vậy? Trời ơi. 5 tháng sau. Cái bụng nó hơi bự bự nè. Ngán cơm thèm me lắm. Trời ơi. Ông hung gì mà lợi hại dữ vậy? Hung gì mà vô tan bị bụng vậy? Thì bởi vậy 8 tháng tới bụng bự lên nha. Trời ơi. Tướng đi đẹp lắm. Tướng đi đẹp dữ lắm. Đi sao? Biết tí đi sao? Đi gì nè? Chết. Cứu viện. Nói nghe nè. Tại vì ông không cười chi giờ. Cái tôi mang bụng bự. Cái tôi nổ cái thằng mà chết. Tại vì người ta. Nói nghe nè. Có thuốc gì cứu không? Chỉ tôi đi. Thôi nàng nói thì ta nghe cũng tội. Ờ. Ta chỉ cho nàng nha. Chỉ đi. Ăn nè. Nàng trả lại người đó. Thiệt không? Chuyện chứng bệnh lên cho người đó đi. Thiệt không? Ừ. Không dám nha. Không. Không dám. Đừng có đi. À mình cũng quên. Chị mình nói ai đánh mình đánh lại. Ai hung mình hung lại. Nó hung mình 2-3 cái đúng không? Mình hung có 5 cái lần. Nói nghe nè. Kệ. Lúc nãy nhiều người hung ta đúng không? Đúng. Ta mong mình cái gì? Phải. Bây giờ ta hung lại. Ta hung lại nha. Ờ. Đâu có dễ đâu. Ừ. Hung phải đang nghĩ thế nào tự nhiên lúc chồng hung không? Mặt ta cha mẹ sanh ra để muốn con nàng cho hung à? Ờ tự nhiên ông có năng nỉ tôi không mà không có quá trời nha. Ai biết thằng nãy nở gì đâu? Để hỏi chi? Còn nó chơi chứ không không đi. Ông quá nhớ mất rồi. Không có đi mặt tiền nha. Không biết rồi. Không có đây nha. Biết rồi. Nhớ mất chưa? Tới lưng mới thấy gái hùng trời. Trời. Nó hùng. Nó tê tái gì trong trời. Trời đất ơi, tôi hùng nhẹ nhàng tình cảm. Còn ông hút bạc thuốc gì nè. Nhà Bánh Châu. Nói thì nói vậy. Nàng hãy cùng ta quay về để chống ớt ban. Ta sẽ trình tấu với số gia tương lục lễ. Đưa nàng về để hớt địa. Khi nàng ra đây chống xa trường để cho ta hùng. Khi từ đây cho sao đâu ai dám cưới nàng đâu. Thôi thì nàng hãy ân thuận cùng ta mà quay về đây hết quá. Chắc có lẽ trời cao suy nghĩ đưa hai mình gặp gỡ chưa lâu tình đương. Giờ chưa qua, giờ chưa qua.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.